này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Trời ơi, cứu tôi đi. À, tại sao tôi bị nhốt vào đây vậy? Trời ơi, chị Minh ơi, sao chị Minh đang khóc dữ vậy? Trời ơi, Happy ơi, Happy mới là người quấy rối trật tự cho nên nó liên lụy chị Minh đang bị bắt vào nhốt trong này nè, khó chịu quá đi. Gì vậy? Đâu phải Happy quấy rối trật tự đâu, có chị Minh đang đó. Trời ơi, chị Minh đang đi ngoài đường thật là vui vẻ à. Tự nhiên bây giờ bị bắt nhốt vô đây mất tự do rồi, tức quá đi hả? À. Nè chị Minh ơi, hai cái ông này là ông bị quấy rối á chị Minh. Hai ông này ông bị quấy rối hả? Ông bị Happy quấy rối đúng không? Không phải, tức là ông quấy rối á, cái xong Happy lợi á, Happy ngăn cản ổng. Cái xong á cái bà này nè, bà màu hồng này nè, bà tử nó là Happy á đi quấy rối người khác. Trời ơi, đi đứng gần mấy ổng làm cái gì cho bị liên lụy vậy? Bây giờ thôi bị nhốt vô đây rồi khó chịu quá. Chị Minh Na không muốn ở đây Happy ơi. Happy á cũng không muốn ở đây nữa. Chị Minh Na ơi, mà bây giờ á Happy đói bụng quá à. Bây giờ mình sẽ ăn cái bánh này nha chị Minh Na. Mình ăn cái bánh này hả? Đúng rồi, để mình hồi phục sức lực. Bị nhốt trong này mà có bánh ăn nữa hả? Ê ê Happy, Happy. Hả? Ở đây coi cái bà này bánh ảnh gì mà sao cái cằn cỏ bởi vậy hòn mà cái này giống cái bồn cầu vậy vậy Happy. Bà sở thích của bà chui vô bồn cầu á chị Banh Na. Ờ, vậy là bà bị kẹt ở dưới đó hả? À Happy, chị Banh Na nghĩ cái bà này bà bị một cái tội là đi vô quấy rối nhà vệ sinh người ta cho nên bà bị bắt nhốt đây nè Happy. Ôi là mốt, chị Banh Na cũng nửa trong đây nè. Hey, chị Banh Na đâu có quấy rối bạn gì đâu Happy. Thôi bây giờ Happy đói bụng quá, Happy nói nhiều, Happy đói bụng quá, bây giờ Happy sẽ ăn bánh nha. Ăn bánh hả chị Banh Na? Ui đói ơi, hả? Có cái muỗng nè. Ủa ăn bánh rồi ra cái muỗng. Ê chị Banh Na khoan, nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, bà kia ở đây Happy nói này. Rồi đây nói cái gì, nói cái gì? Chị Banh Na, chị Banh Na có hát cái muỗng đi để biết làm gì không? Làm cái gì? Chị Banh Na nhìn qua đống đất kia kìa. Đống đất bên kia hả? Đúng rồi, bây giờ mình đào đất xuống nè. Mình đào đất mình có thể thoát ra khỏi đây đó Happy. Wow, nhưng mà chưa hết đâu chị Banh Na ơi. Ôi trời ơi, chỗ này cái gì mà lava không vậy? Bây giờ là mình phải nhảy lên cái cục này. À, trời ơi, nó không có chìm xuống Happy ơi, nó chỉ thụt xuống rồi nó trồi lên. À, trời ơi, nó rất là nóng luôn á chị Banh Na. Oh my god. Rồi Happy nhảy lên đây. Hay dữ vậy. Nè chị Banh Na ơi, mấy cái chỗ này là chỗ bị xé đó. Nếu chị Banh Na đi lại là rung lắc xong nước. Trời ơi, chị Banh Na nhảy hay quá, chưa hết là té. Trời ơi, chị Banh Na ngắm kỹ dữ lắm rồi đó. Ui. Ôi, đứng khục lên một xuống rồi. Dùng quá Happy ơi. Hay quá. Có chừng lọt khe á. Ủa cái này là đường nào vậy? Rồi bây giờ đi qua bên đây. Hình như cái khúc này là hình như nó ở dưới cái tầng hầm á Happy. Ui bả kìa chị Banh Na ơi. Làm sao chạy đi. Cái này nó chỉ là cái hình nộm để mà gạt mình đó Happy. Để mình quanh về đó chị Banh Na. Đúng rồi, thích hù mình hả, chả làm gì được mình Happy. Bây giờ mình lên đây nè chị Banh Na. Ống thông gió. Ống thông gió hả? Ôi đừng có lùi chị đi Happy. Happy đi trước đi. Ê trời ơi, có cái ông này nữa nè. Ồ. Nhấn nút vô là cái này nó thọt ra. Ổng đứng bên đó hả? Ổng tính hả bắt mình bên đó đó Happy. Ha! Mình nhảy qua đây nè chị Banh Na ơi. Ồ, nhảy qua đó mình sẽ trốn thoát ra khỏi cái căn này. À, ghê quá. Rồi chị Banh Na tới rồi nè. Rồi chị Banh Na lại đây nhấn nút nè. Đánh cái nút. Rồi. Ôi, cửa bên mở ra rồi. Ui. Cái ông hồi nãy chị Banh Na. Ê Happy, ổng đã ngủ sai rồi. Thế bây giờ chúng ta hả? Happy, trên mặt ổng tại sao lại có những cái vết son môi màu hồng vậy? Hình như là bị cái bà kia bà hung á chị Banh Na. Cái sao ông này ông sợ ông nó xỉu chảy miếng luôn. Oh my god, đủ hôn thần thánh. Ông chạy theo rồi chị. Ông đi mà hôm ổng xỉu luôn. Lên nè. Wow, bay lên. Ôi chị Banh Na ơi. Hả? Bà đang truy tìm Happy nè, bà thấy Happy kìa. Bây giờ mình phải trốn thôi Happy ơi, để bà dòm lên bà thấy mình là bà tó mình lợi đó. Happy có giá 1 triệu đô lận đó chị Banh Na. Ơi. À Happy, nếu mà bắt được Happy là người ta thưởng cho 1 triệu đô hả? Đúng rồi. Được rồi, vậy chị Banh Na sẽ bắt Happy. À, mình là đồng đội nha mà. Kìa, bà dí mình kìa. Trời ơi chết chị Banh Na rồi. Ui Happy ơi. À, Happy biết rồi nè, hồi nãy Happy ở trong căn phòng này nè mấy bạn ơi. Và bây giờ Happy đã đi ra khỏi căn phòng đó bằng đường tắt. Oh no, mà bây giờ bà đang đứng ở dưới để bà làm cái gì nè chị Banh Na ơi. Trời ơi, bà canh mình, bà không cho mình đi chứ làm cái gì Happy. Trời ơi. Hình như bà canh mình rớt xuống, bà chở làm như mình đó là tội phạm không bằng. Ôi dạ. Hey, Happy sẽ đi từ từ qua. À, ui sao cái chỗ này nó không có đường nhảy mấy bạn ơi, hình như là mình phải nhấn nút. Oh my god, nhấn nút rồi mấy cái gì là mấy cái kệ nó bật ra cho mình nhảy qua đó. Đúng rồi, trời bà này mắt đen hồi lùi rồi chị Banh Na ơi. Tại sao bây giờ chị Banh Na đang rung quá Happy ơi, thật là đáng sợ. Wow, bây giờ Happy sẽ chạy khỏi đây thôi chị Banh Na ơi. Chị Banh Na hãy... nãy giờ chị Banh Na chưa có thoát được bả nữa nè. Ê mà chị Banh Na, bà bắt mình xong rồi bà cũng bà thả mình vô cái lồng cái sao mình chui ra nữa. Ôi. Cố lên chị Banh Na. Hey. Ghê. Ủa Happy đâu? Happy đi qua tới bên đó rồi hả? Đúng rồi, Happy đây xem chị Banh Na hả? Đang rất là rung hả? Bên đây nè Happy ơi. Wow, chị Banh Na chơi hay quá, chị Banh Na bắt hay quá chị Banh Na ơi. Ủa, bắt hay cái gì? Bây giờ hả? Bà đứng ở dưới đó hả? Làm chị Banh Na không có sức lực để đi quá. Nhất
nhích đi, nhích nhích. Rồi nhích nhích. Ê, chị Panda quên nhấn nút. Oh my little ball. Rồi xong chị Panda phải quay lại để nhấn nút. À. Happy ơi, chị Panda rất là rung. Thật là đáng sợ. Để Happy xem. Rồi chị Panda đã nhấn được cái nút rồi. Oh, chị Panda thật là tài lăng. Tài lăng cái gì mà lăng? Chị Panda ơi, chị Panda uống nâu lắc á. Để Happy tí với Happy trốn hết rồi Happy sẽ tìm nâu lắc cho chị Panda uống. Thôi chị Panda không biết uống cái đó rồi, uống cái đó giờ chị Panda lắc quá. Một hồi chị Panda không đi được trên cái ống này đó Happy. Rồi chuẩn bị nhảy lên cái mí nè. Hai cái lạ. Thôi Happy chạy trước bỏ chị Panda luôn. Chị Panda đi lâu quá các bạn ạ. Ủa, à đây rồi Happy đập cửa nè. Ôi trời ơi, đây là những cái camera nè. Ôi sao, à tức là cái bà này bà đang đi tìm ở trong đây, ở trong hình như chỗ này là nó. Ủa sao sao bà không thấy Happy ta? À bà đứng trong này sao bà thấy được nên bà phải dùng mấy cái camera này để bà truy tìm Happy. Đi qua cánh cửa này. À rồi, trời ơi bà này bà tắm nè, cho Happy vô tắm chung với. Ui bà không thấy Happy luôn, hình như bà đang ngủ, ngủ trên mặt nước. Trời ơi cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi chưa. Ủa, trời chị Panda. Gì? Chị Panda sao chị Panda đi nhanh dữ vậy? Happy qua tới đi luôn nè. Cái bà đó hả, bà dí chị quá làm chị Panda hả, chạy thiệt là nhanh luôn đó Happy. À bây giờ là mình phải lấy cái ghế nè để mình để lên đây nè chị Panda. À khiêng để lên đúng không? Đúng rồi đó. Chị Panda cũng khiêng nè. Ê tao ơi nó ngã xuống. Ê sao chị Panda kéo ghế nè bà dí. Trời ơi chị Panda ơi, chị Panda làm Happy ngợm luôn rồi nè. Có sao đâu. Bây giờ Happy leo lên trước đi xong rồi tới chị Panda leo nha. Ok chị Panda. Cái ghế nó đi xuống địa ngục. Ê cái ghế này nó rất là ngu luôn á, để mà không ngay rồi nó ngã đó Happy. Đúng rồi đó. Á nó ngu ghê luôn. Ê bây giờ Happy sẽ reset cái ghế lại. Rồi Happy lấy cái ghế khác đi. Đó Happy sẽ xích cái ghế vậy nè. Ờ mình leo lên ghế. Happy đâu có nặng lên vậy đâu đúng không chị Panda? Ê Happy phải nhảy lên cửa sổ luôn kìa mới được. Không, bây giờ là mình phải nhảy gì nè rồi mình mới đặt được á. Chứ mình phải nhảy lên đó là mình sẽ bị bung ra. Phải không, mình phải leo lên cái ghế luôn hả? Đúng rồi. Wow. Để Happy đi qua bên đây trước nha. Happy sẽ không đợi chị Panda nữa. Happy sẽ đi trước chị Panda, bỏ chị Panda luôn. Trời ơi ác độc. À bây giờ mình phải lấy cái hành sắt này để mình. Trời ơi dám bỏ chị Panda nè, ác độc. Ghê vậy, sao chị Panda hay như vậy? Trời ơi chị Panda mà không hay thì ai mà hay Happy. Ờ Happy cầm thôi cái miếng nè, Happy đi. Chị Panda cũng lấy miếng da. Ui mấy cái bàn trong ở dưới ghê quá. Cái gì chứ? Mấy cái bàn trong nhọn nhọn ở dưới kìa. Bàn trong nó cái gì? Đó mấy cái gai đó. Cái gai mới đúng với chị Panda. Chị Panda nói cái gì vậy? Ôi da, ôi da. Hay quá chị Panda ơi, qua luôn. Hey. Cái nè. Wow. Ui nhíu nhíu. Nhíu nhíu gì chạy? Chị Panda có lấy cái miếng gì không vậy? Ờ chị Panda không có lấy theo. Ờ vậy thôi Happy lấy theo để Happy có sự giúp đỡ. Ê cái trong sao giờ toilet trong này vậy chứ cái gì vậy? Wow, mở cửa bên đây, mở cửa bên đây. Ôi một cục kia. Trời ơi thúi rậm. Cửa giữa, cửa giữa. Chị Panda nghĩ là cửa giữa. Cửa nè chị Panda ơi. Chị xuống hố thôi. Cái chỗ này là chỗ cái chỗ bồn cầu bị hư Happy. Trời cảnh sát già nữa. À cảnh sát mày già rồi không làm ăn được gì hết. Chính chị Panda đó. Cái gì vậy? Panda có thấy không? Ôi chị Panda, Happy á đã biết cách sử dụng cái này rồi nè. Trời ơi chị Panda cũng biết vậy. Ai? Ơi, chị đang đu toàn tan trên cái ống. Đâu? Đu toàn tan trên cái ống. Trời ơi mấy cái này hả? Em bé 3 tuổi còn biết đường chạy ra nữa. Ui cái này nó rung nó rớt xuống nè. Ủa nó rớt xuống hả? Đúng rồi nó rung rồi nó rớt xuống luôn á. Trời trời trời. Nên là chị Panda phải nhảy thiệt nhanh lên. Nhanh thiệt nhanh lên nó làm chị rung theo luôn Happy. Đi qua. Ôi. Ai? Ủa cái chậu đó nó sập. Cái này cũng sập luôn nè. Ôi. Nhưng mà kiểu nó sập thủng thủng thôi. Ê chị Panda nhìn Happy dưới. Ủa sao Happy lậu dưới được á, thấy ghê vậy. Happy làm trong chống tre nè chị Panda. Rồi xong Happy ngậm. Happy ngậm củ tỏi rồi Happy ơi. Chị Panda sẽ bỏ Happy và đi trước á. Chị Panda đừng bỏ Happy mà. Trời nghĩ sao vậy. Chị sẽ thoát trước Happy, chị sẽ bỏ chắc Happy. Chắc không được chị Panda, oh my god. Tội nghiệp chị Panda, chị Panda phải trốn thoát trước Happy. Ôi. Trời ơi. Chị Panda, nè bây giờ mình quẹo qua đây thì chứ không phải đi đường đó, đường đó là sai đó. Vậy đó hả? Đúng rồi, trời Happy. Chị Panda nói chị Panda trốn thoát trước Happy. Mày đưa cái đường cho chị Panda không luôn á mấy bạn. Mấy bạn có thấy thật là kỳ lạ không? Ủa sao mình lâu ra khỏi ngoài quá vậy ta? Cái đường này nó dài dữ vậy Happy. Dĩ nhiên rồi, nó phải dài rồi chị Panda. Ôi ôi, nè mình có hai sự lựa chọn. Ở bên đây là một cái cúp. Ủa sao rồi kiểu nó vô tri quá ta. Mà bên kia cũng không có đường luôn. Oh my god, vậy là chỗ nó sai vậy. Vậy là bây giờ mình phải đi đường này nè. Đi đường nào Happy? Vô cái ống cống nè. À, ống này là ống thông gió nè đúng không? Lộn. Ê, xuống. Xuống. Xuống hả? Ê, chị Panda. Chị Panda ơi, Happy biết này nè. Mình phải thả tù nhân ra đúng không? Đúng rồi, mình phải thả tù nhân ra cho mấy cái ông lực lượng này, ông đánh cái bà cảnh sát này cho bà ngưng.
cho bà ngưng gọi là đánh mình đó chị Banana. Mấy cái người đó đánh phụ mình đúng không? Đúng rồi, giúp đỡ mình đó. Trời ơi, thì ra là đồng bọn của mình. Không bé mà cái tay không nó chặt lên kìa. Không rồi, chị Banana ơi, giống em đi. Giống em, nó phải giống em lên luôn hả? Bắt cóc giống em luôn. Đúng rồi. Ôi, mấy cái tù nhân này lực lưỡng quá Hebi ơi, cơ bắp sáu múi cuồn cuộn luôn mà không phá nổi thanh sắt để chị Banana phá phủ Hebi. Mình lấy chìa khóa mình mở cửa này chị Banana ơi. Chờ chị Banana đi. Tàu quả rồi chị Banana ơi. Lên tàu quả hả Hebi? Đúng rồi. Đi, ông kêu ông nhẫn me rồi đi nhanh lên. Thôi đi nè. Giờ mình lên tàu quả mình đã thoát khỏi nơi này rồi. Vui quá đi, xịt khói nè. Rốt cuộc mình đã hả thoát khỏi một cái căn tù mà đáng ghét. Nhưng mà chưa tới đó chưa là hết đâu chị Banana ơi. Ủa tại sao? Mình còn nữa chị Banana. Trời, cái cửa nữa hả? Chị Banana nghĩ cửa này là xong rồi đó. Rồi tông vô đi Hebi. Tông vô thôi nào. Bị chạy lên cái ống cống này chị Banana ơi. Dạ. Lên ống cống luôn. Ê, cái này là cái ống thông gió thì Hebi có nói là ống cống hoài luôn chị Banana thấy không? Ui. Oh my god, cái này là cái gì đây? Chuyện gì đã xảy ra với chúng ta? Thật là đáng sợ, một cái cánh quạt khổng lồ. Đâu cánh quạt đâu? Trời thôi. Oh my god, nó quay nhanh đến nỗi mà cái cánh quạt nó chậm rì luôn. Thì ra là mình chạy. Ủa sao cái tay của Hebi nó bị gì nè? Trời ơi, cái tay của mình nó đang bị liệt nửa bên. Bị nhẫn ban đó chị Banana. Oh my god. Ôi chị Banana cũng bị giống Hebi nữa hả? Đúng rồi. Chỗ này thật là khó đi luôn á Hebi, không phải dễ đâu. Mình phải chạy liên tục luôn á chị Banana ơi. Trời ơi, gió mạnh kìa, mình chạy nó dễ hơn. Cái này gió nó lền, yếu quá, khó chạy quá à. Đúng rồi. Hai. Trời ơi. Nhưng mà gió mạnh quá cũng không tốt. Hai. Gió mạnh một cái hết thấy đường luôn á chị Banana. Đúng rồi, mạnh quá thì nó sẽ khó canh hơn đó. Quá. Ui, gió nó khó rồi nè Hebi. Kìa bà đang ăn cái gì vậy, cho Hebi lại ăn chung với. Trời, dám đi ăn chung với bà một hồi bà quên bà bắt mình đó Hebi. Ui, bà làm gì mà cái răng của bà dính gì vậy chị Banana? Cái răng của bà hả? Chắc là dính đồ ăn lâu ngày đó Hebi. Phải, ghê quá chị Banana. Bà không chịu đánh răng. Ew. Oh my god. Ui, sao răng bà không đánh răng mà sao răng bà trắng rồi chị Banana? Trắng là lý do là bà nhợm đó. Bà nhợm chứ. Biết rồi chị Banana, bây giờ nhiệm vụ của mình là bắn đồ ăn cho bà mặc lên chị Banana. Vậy đó hả? Bà mập lên rồi bà sẽ té ra ba ngọn. Nắng rồi, bắt bà sẽ đi không nổi nữa. Cố lên. Ôi ơi, bà nhìn cái xe. Bà hành động bánh luôn Hebi. Trời ơi, Hebi lấy rồi. Nè, Hebi lấy được chìa khóa rồi nè chị Banana. Ủa, lấy chìa khóa ở đâu vậy? Nè, bà ngỡm xong rồi cái bà chừa lại chìa khóa cho mình đó. Bà rớt ra cái chìa khóa, bà này thật là thông minh. Đi ra khỏi đây thôi. Bây giờ mình lên xe nè chị Banana. Lên xe cùng với Hebi Lao. Yeah. Chị Banana. Mình phải chạy xe, Hebi tưởng nó tự chạy cái mình tự quá. Ôi trời ơi, sao cái bánh nó bay lên vậy, mắc cười quá. Để cái bánh nó này. Mắc cười. Bây giờ mình phải chạy xe hả? Ôi cái bánh nó bẹt lên như cái cắm vậy đó Hebi. Vậy ơi. Trời ơi, khó chạy lắm á nha Hebi. Anh em đầu đỏ chào anh em đầu vàng cỡ nào? Nè, chị Banana thấy cái xe của Hebi đẹp không? Đẹp quá, chị đẹp quá, cháy bò chép. Tất cả đó nha, thôi không có khoe xe nữa, bây giờ là mình nè. Bây giờ mình sẽ bay cái xe này vô cái cống. Wow, ê mình cống. Vô cái cống thì trời ơi, cống xanh đó chị Banana. Cái cống này cũng nguy hiểm lắm, chị Banana tưởng là cái cống nó liền, ai ngờ nó cũng đứt đoạn. Không, nó liền luôn á chị Banana, tại vì nó có màu á. À, nó làm cho mình phải ơi. Trời ơi. Nó làm cho mình thấy đường á. Oh my god. Không, nó đứt liền thiệt luôn á. Hy vọng là cái cống này xong rồi á mình sẽ về tới nhà của mình. Đúng rồi, chứ không là mình bị kẹt ở đây mãi mãi. Trời ơi, cái đường này không biết có phải là đường ra không nữa đây. Dĩ nhiên là không rồi chị Banana. Trời, vậy tính ra nãy giờ Hebi dẫn chị đi điên hả Hebi? Không, Hebi dẫn chị Banana thôi. Ê! Quá, đi qua được rồi nè. Oh my god, hồi nãy là Hebi chạy cái xe sức sướt này, Hebi tưởng là nó dẫn rồi. Là còn chiếc xe còn giỡn hơn nữa. Rồi bây giờ Hebi tới cái mặt nhúng rồi nè. Trời ơi còn phải nhúng nữa hả? Oh my god. Ui chị Banana nhanh dữ vậy. Rồi chị Banana lấy xe mà Hebi. Rồi chị Banana lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ lắm luôn á. Trời ơi Hebi wow nè. Bất ngờ chưa? Rồi lọt xuống hố Hebi ơi. Ơi chị Banana ơi, sao cái nhân vật này nhìn nó lạ quá vậy? Bất ngờ chưa Hebi? Bất ngờ chưa bà già? Bất ngờ chưa bà già, bà trái túi đen? Gì vậy? Ui hàng này nó có tới 2-4 chân lận á. Trời ơi sao nó chân nhiều quá vậy? Để Hebi đếm coi 2-4-6 Nếu như mà nó nhiều chân vậy á, nó vô đây nó vượt sẽ rất là nhanh luôn á Hebi. Đúng rồi, nó chỉ cần lộn qua lộn lại nó về tới nhà luôn á, không ai bắt được nó luôn á. Nó kìa. Nó đâu? Nó này. Thôi. Rồi bây giờ làm sao? Bây giờ nữa là mình phải cho lấy cái hạt kia. Nó lấy con mắt nó tia chị Banana đứt bóng rồi Hebi. Bi biết rồi nè, bây giờ là mình bắt cua á chị Banana. Lại bắt cua nữa hả? Tức là mình sẽ nhảy lên cái bình này nè, xong rồi mình nhảy qua bên đây. Oh my god, ơi là ơi.
Hey, xong rồi mình nhảy đâu ta? À, mình nhảy lên những cái hộp này. Xong mình nhảy qua bên đây để mình nhặt cái này. Cái này là gì vậy? À, để mình tấn công bả. Happy biết coi nè, đây là sâu nước. Tức là cái bà này á là bả robot. À, bả sợ nước. Đúng rồi, cái sâu nó bạc vô người bả cái băng ngõm. À, bả bị chạm á, phải không Happy? Bả bị chạm mặt. Đúng rồi. Mình lấy đầu của bả, mình để lên đây. Phải có mặt của bả đó chị Bánh Na. À, cái mặt của bả là chìa khóa mở cửa. Đúng rồi, Happy qua được. Oh my god. Oh my god. Trời ơi chị Bánh Na ơi, chỗ này toàn robot ở dưới không rồi chị Bánh Na. Trời ơi, bả còn đang chế tạo ra nhiều dữ vậy. Đúng rồi, hình như bả là mẹ đó chị Bánh Na. Oh my god. Bây giờ mình phải làm sao đây? Bây giờ mình phải nhảy qua đó chị Bánh Na. Đúng rồi, bây giờ có một mình bả mình còn chạy được. Chứ mà mấy con này mà xong rồi là mình khỏi chạy luôn. Happy, Happy chọn cola. Happy uống. À, uống cái này là mình tăng tốc nè. Ủa, cola là tăng tốc hả? Đúng rồi, cái này là có rào chắn cho mình. Nhưng mà mình không thể nào mà kiểu té được. Ủa lộn. À, chị Bánh Na, Happy cứ bị lẹo hoài luôn á. Tức là nó có những cái lan can này nè. Nhưng mà mình không thể nào mà phụ thuộc vào cái lan can, nó không té được. Cái lan can nó vẫn té được luôn á chị Bánh Na. Lan can vẫn té được, không có chặn mình lại được hả? Đúng rồi. Trời ơi, vậy cũng đi làm chi vậy không biết nữa à. Mình tông một hồi là té đó. Đúng rồi, lỡ mà nhanh quá không có thắng được đó Happy là mình té luôn á. Nếu như mình lọt xuống cái hố này, mấy con này nó sẽ chạy xuống để nó tấn công mình. Trời ơi, nó tấn công mình một cái là mình bị nhốt vô nữa đó Happy. Don't go, help me. Oh my god, run. Chị Bánh Na ơi. Trời ơi, bả nữa hả? Bả móc móc cái gì nè, bả lấy tay bả quơ quơ gì nè. Trời ơi, bả bắt mình đó. Bả thấy Happy. À, bây giờ đó là mình phải lấy cái đạn pháo này nè để mình bắn vô mắt của bả. Trời ơi, bắn bả hả? Đúng rồi, bằng cách vô cánh cửa này. Vô cánh cửa này. Trời ơi Happy ơi, mà bây giờ bả bự hơn hồi lúc nãy đó Happy. Đúng rồi. Hồi nãy bả còn nhỏ nhỏ, bây giờ hả? Bả to gấp mấy chục lần như vậy luôn á. À, bây giờ là mình phải lên cái ống thông gió chị Bánh Na để mình đi tìm cái đó. Ủa, mình đi tìm cái gì nữa vậy? Cái pháo hả? Đúng rồi. Được rồi, chị Bánh Na sẽ khiêng cái thùng này để chị Bánh Na chắc lên. Hay bị thà lấy cái thùng chứ không lấy cái ghế nè chị Bánh Na ơi. Đúng rồi, cái ghế khó lắm. Cái ghế là một cái là té luôn cái đó. Cái ghế nó thật là ngu. Rồi bây giờ mình phải nhảy lên đây và lấy cái cục này. Ủa, này là gì đây? Ôi, có thêm một đường nữa nè. Là nhảy xuống đây. Bây giờ là mình sẽ bỏ vô đây để bắn vô mắt của bả. Xong rồi bả đau mắt, bả hụt cái tay lại cho mình đi nè. Vậy đó hả? Đúng rồi, bả hụt tay lại cho mình đi nè chị Bánh Na ơi. Trời ơi, bả hụt cái tay lại rồi, sướng thiệt. Đâu rồi? Ui, sao cái ông đang bị cái gì mà ông coi giờ thấy ghê quá vậy? Bạn là bạn có ơi hết hồn rồi. Ông đã bị trúng độc. Ông bị le le si cà que. Le si cà que. Bây giờ Happy phải nhảy lên đây để coi nè chị Bánh Na. Chị Bánh Na có thể bắn vô mắt bả chưa? Chị Bánh Na bắn bả xong nãy giờ rồi đó Happy. Chị Bánh Na giỏi lắm đó. Vậy hả? Vậy thôi bây giờ mình đi ra khỏi đây thôi chứ không hồi bả thò ra nữa thì chị Bánh Na. Đúng ơi. Rồi à, té đó. Có chân rồi xong. Oh my god, hên là cái đầu Happy bự cho nên chị Bánh Na đứng lên được, không có té nè Happy. Dĩ nhiên rồi, Happy não to mà. Bây giờ Happy cõng chị Bánh Na qua tới bển luôn đi Happy. Thôi đi nè chị Bánh Na ơi, chứ Happy không có cõng nổi chị Bánh Na đâu. Trời ơi Happy mày dở tệ. Trời ơi, giờ chị Bánh Na nói Happy dở tệ luôn. À, leo lên cái lên đây mình nhấn cái nút đó chị Bánh Na. Nhấn nút nào vậy Happy? Nút đỏ đỏ đó. Trời ơi, vậy thì ban đầu nhấn đi, làm chị Bánh Na phải nhảy qua tới bên đây. Nhảy qua đó đi, nhấn nút đó. Thấy cái nút trên đây không chị Bánh Na? Ủa, nhấn xong rồi mới quanh lại hả? Đúng rồi, trời ơi Happy. Happy giờ chị Bánh Na tưởng không nhấn nút bên kia, chị Bánh Na quanh lại. Thôi tại chị Bánh Na, chị Bánh Na không có tạm hiểu gì hết đó. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, khổ thân tôi. Thế là bây giờ đó là mình sẽ chọn Girl Boy. Happy là Girl nên Happy sẽ chọn Girl nha mấy bạn. À, trời ơi, Happy lọt xuống cái hố rồi nè. Ủa chị Bánh Na ơi, mấy người này người ta đang cấy tạo em bé gọi là robot đó chị Bánh Na. Trời, bây giờ là nó đang làm em bé robot trong này nữa hả? Không phải là robot đâu, kiểu như là không được làm những thứ mình thích đó chị Bánh Na. Kiểu như là cứ lặp lại một điều đó chị Bánh Na. Oh, như vậy là nó sẽ tạo em bé rồi nó sẽ tạo robot lớn nữa, sau này nó sẽ ra ngoài nó phá mình đó Happy. Đúng rồi, trời xăm hình trái tim nữa. Trời ơi ghê quá đi. Ôi cái ông này ông chạy nhanh quá, mình phải chạy qua mới được. Ủa vậy hả? Ủa ông canh cửa hả Happy? Ông canh cửa kiểu gì vậy? Cánh cửa kiểu chạy nhanh á. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Trời Happy nhìn ổng mà Happy thấy ghét quá ta. Trời chị qua không được với ổng luôn đó Happy. À Happy biết đường rồi nè chị Bánh Na. Happy biết đường đi rồi nè. Đường đi hay đường nào chị cho Bánh Na đi với. Nè chị Bánh Na chui vô cái bụi lùm á chị Bánh Na. Ờ chui đường này hả? Đúng rồi đó. Ôi dồi ôi chứ. Trời ơi vậy mà chị Bánh Na không biết đường đi Happy hay thiệt. Đúng rồi. Ê. Ủa cái này cái gì vậy? Cái này hình như là cái cúp của Happy. Cái cúp đó chị Bánh Na ơi. Hay là mình thoát được rồi, mình đã đọc được cái cúp vàng rồi đó Happy. Mà cúp này nó màu xanh. Này đâu phải cúp vàng đâu. Ủa rồi này ở đâu vậy? Ồ hình như là bây giờ mình phải đi ra đó chị Bánh Na. À mình sẽ tìm đường đi ra đúng không? Nhưng mà ở đây chỉ có cái cúp thôi, đâu có đường ra đâu Happy. Happy không biết nữa, nhưng mà bây giờ Happy muốn trốn thoát khỏi cái chỗ này nè chị Bánh Na. Bây
bây giờ làm sao ta, đường ở đâu bây giờ chị Panda không thấy, chị Panda đang rất là mệt và đuối sức. Happy, ê Happy ơi. Hả? Happy xuống chỗ hồi nãy đi, chị Panda thấy có một cái bụi lùm ở dưới này nữa nè. Đâu chị Panda? Đây chị Panda. Đây. Thấy không? Ê, đây có cái gì nữa nè. Có gì trời? Trời ơi, vậy là cái bụi lùm này không chui vô được. Trời ơi, vậy mà chị Panda. Ê chị Panda. Hả? Happy biết rồi nè, đi. Ê da, gọi xong bây giờ đi theo Happy nè, Happy thấy nè. Thấy cái gì nữa vậy? Happy mới thấy một cái gì đó ở trong cái chỗ đồ chơi của cái con này nè, đâu, là cái một gì? Cái nút rồi chị Panda lại cố rồi. Rồi xong cái chỗ cái cửa này nó mở ra, bây giờ mình đi ra khỏi đây thôi. Ờ, nó giấu cái nút ở trong này sao mà nó còn nhiều đường thế này. Chị Panda, cái đường này chị Panda phải đi nhanh chứ không là rớt chị Panda rồi. Nó rung lắc cực mạnh. Uầy đi lá ông gia tội nghiệp chị Panda quá. Happy ơi, không, Happy thấy đâu có tội nghiệp chị Panda đâu. Trời ơi, chị Panda bị bắt vô mấy cái chỗ này là chị Panda rất là khó đi luôn Happy. Sợ quá đi. Rồi xong đi lên. Gan gì chị Panda ơi. Chị Panda đang rất là rung đó Happy. Thôi giờ Happy chạy trước đi, chờ chị Panda lâu quá à. Đi bỏ chị Panda luôn. Trời ơi, bỏ chị Panda cô đơn lạnh lẽo ở đây Happy ơi, ác quá à. Bây giờ Happy phải tìm đường ra trước nè. Oh my god, trong đây ông tập tà, ông sơn môi nè. Kỳ kỳ vậy, văn mạnh mẽ mà tại sao lại sơn môi. Oh no. Rồi xong bây giờ Happy phải đi xuống cái khu này. Ê Happy kẹt rồi. Ê bà kìa trời ơi. Thấy ghê quá, rồi xong luôn. Oh my god, bà cạp Happy rồi. Trời ơi, hàm răng bà đẹp quá. Ừ, không, bà cạp sập luôn cây này rồi. Bà cạp Happy xong rồi bà khỏi đánh răng luôn đó Happy. Rồi bà ơi, cho mình cái muỗng xong rồi mình đào khu này ra. Và mình gặp bà, một cái người mặc áo giáp. Xong rồi bà la lên rồi bà giết Happy hả? Chắc hỏi. Ồ, Happy đã lên được đây rồi nè, yeah. À trời ơi, cái chỗ này nó bị khóa rồi. Nên bây giờ mình phải tìm cái chìa khóa màu xanh thôi mấy bạn ơi. À bây giờ á, Happy sẽ thử mở cái gương này ra coi có chìa khóa bên trong không nha. Trời ơi, chị Panda, Happy ơi, mệt quá Happy ơi. Chị Panda lên tới rồi nè. Oh my god, chị hả, chị Panda hay quá vậy trời. Ủa, cái bà này bà dành cả thanh xuân để đào cái tầng hầm này để nhốt mình hay cái gì á Happy. Happy có mẹo, à nè, cái chỗ này nè chị Panda là có chìa khóa đó. Có chìa khóa trong này hả? Đúng rồi. Làm sao lấy đây? Ui, lấy chìa khóa. Happy lấy chìa khóa nè. Rồi xong Happy mở cửa. Đi thôi, yeah. Happy đi trước chị Panda luôn. À. Ủa mày có mấy cái này nó sập xuống. Cái gì vậy, sập xuống nữa hả? Đúng rồi. Ôi, nó sập xuống cái này chị Panda nghỉ đi luôn nè. Ngậm cái tỏi. Bây giờ Happy sẽ nhảy qua bên đây. Happy đi trước chị Panda luôn. Ha ha. Trời ơi, lại bỏ chị Panda. À, trời ơi, mấy con sông nó dưới Happy. Ôi. À Happy biết chơi rồi nè. Tức là mấy cái con này nè, nó sẽ bắt giữ. Nó sẽ bắt Happy nếu như mà Happy chạm vào nó. Ê, cho nên mình đừng có chạm vào nó chứ. Hiểu đó. Wow, cái này nó rung lắc nó rụng Happy ơi. Trời gì, Happy nói chị Panda rồi mà. Nó yếu dữ lắm. Đi qua bên này thấy Happy không? Happy đi nè. Đang đi, chị Panda không biết chị. Ê, Happy lên cái xe mỏ nè. Xuống thôi. Trời ơi, sao cái tướng Happy ngồi nó kỳ quá ta. Ủa sao cái xe mỏ này nó chạy nhìn thấy ghét quá. Ui, nó chạy trên không trung luôn nè mấy bạn ơi. À. Yeah, Happy được về nhà rồi. Wow, gì? Chó dí Happy kìa, sợ quá. Rồi xong Happy bị chó nó bắt luôn rồi. À bây giờ đó là mình phải trốn thoát khỏi những con chó này là mình sẽ được về nhà. Trời ơi, trốn thoát khỏi cảnh sát rồi, giờ trốn thoát khỏi những con chó. Sợ quá đi. Trời ơi, con chó màu hồng. Con chó màu hồng luôn. Oh my god, Happy thật là can đảm. À bây giờ mình lên xe đua một cái là mình về nhà nè. Trời ơi, cái này quá mệt rồi. Nó rất là xa luôn mấy bạn ơi. Đúng rồi, công nhận mấy con robot này nó xiên thiệt chứ. Chạy chỗ nó làm xa chứ. Nó dành cả thanh xuân để nó làm cái đường này để nó nhốt mình luôn đó Happy. À Happy bắt, Happy biết cách chạy nhanh nè, mình tăng nó chị Panda. Mình tăng tốc lên hả? Đúng rồi, mình cái gì tăng á. Trời ơi, mấy con chó hồng này nó còn đang dí cắn chị Panda bên này nè, là Happy đã đi sắp về tới nhà rồi. Ồ, à là bây giờ là mình phải chiến đấu với cái bà này nữa là mình đi về nhà rồi. Trời ơi, thật là mệt. Ê, trời ơi, cảnh sát ơi, cái bà này đau như bà, đau nha, đau nha. Trời ơi, chị Panda đang bị chó cắn bên này nè Happy ơi. Ủa sao cái bà này bà khó chịu quá ta. Bà làm gì bà có đi sau lưng Happy, bà đi vòng vòng hoài Happy hẹp quánh bà quá ta. Happy sắp đó, cái đầu của bà nhóc nhất rồi, nó lìa ra rồi. Lìa đó, bà chỉ là những cái cục sắt thôi. Mình vớt bà đi. Mình chỉ cái đầu sắt ngu ngốc kia thôi. Đó, trời ơi, bà lấy cái đầu sắt của bà ra. Bà đưa vô cho bà Happy đập bà. Bà nhích nhích cái đầu lên về lạ vậy. Trời ơi, bà làm con robot 6 múi nhưng mà không thành công đó Happy. Happy giờ bà tướng bà kìa. Con robot của bà giờ bị xước nhiều lắm luôn á chị Panda, thấy chưa? Bà đang sát sạc luôn rồi, bà rỉ sát rồi, rồi sắp rồi. Trời Win, yeah. Rã robot bà ha. Trời ơi, sức ốc hết rồi, 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 rộng nụ. Rồi bà rã robot rồi chị Panda. Happy bắt bà lỏng ốc luôn, mấy con ốc bù lon, văng bù lon tán luôn Happy. Đi vô đây. Ủa sao cửa này chưa mở nữa? Ôi, mình đi cửa bên kia không được hả?
À đúng rồi, mình phải đi cửa bên đây nè, Happy lộn đường. Trời ơi, mình đi đường vòng Happy ơi. Đó, Happy qua được bên đây rồi nè. Yeah, vui quá, bây giờ Happy đi chùa Khăn nè. Trời ơi, chị Bánh ơi. Happy được chùa Khăn đón luôn nè, chị thấy hay không? Trời ơi, chùa Khăn nó đón Happy về rồi, Happy thật là giỏi. Yeah, nó đón Happy về nhà rồi, vui quá đi. Yeah, mấy bạn ơi, Happy đã trốn thoát khỏi cái bà cảnh sát robot đó rồi. Còn chị Bánh Đá thì bị mấy con chó robot nó cắn đó mấy bạn ơi. Và Happy trốn thoát được tới 2289 giây luôn. Oh my god. Và bây giờ cái Happy sẽ đi về nhà trước chị Panda đây. Chúc chị Panda bình an vô sự nha. Và nếu như mà các bạn thích Happy trốn thoát nữa thì hãy nhớ like, share cho Happy có động lực để Happy trốn thoát tiếp cho các bạn xem nha. Và bây giờ thì chúc các bạn mới vui vẻ. Bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.